Chào tất cả quý anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em ơi. Thì một cái sản phẩm mà ngày xưa mình từng nghĩ là nó không có hàng thì cuối cùng là bây giờ nó cũng đã có rồi anh em. Thật sự là cái này là một cái tin vui dành cho những anh em chơi quay thái 100, rim thái, rim lùn là anh em sẽ chắc chắn là rất là thích cái video này. Thực ra thì các anh em chơi xe đều có thể gắn được cái này ha, rim quay là đều gắn được hết. Nhưng mà nó đặc biệt một cái á là cái nắp này là nó đúng của nó là chỉ có 3 dòng xe là có thôi. Là nói chung không phải là ba dòng mà đa số là những cái dòng đó, ví dụ như là quay thái 100 nó sẽ có cái nắp này. Thứ hai là quay thái 100 không nhớ có, hình như có rồi. Thứ hai là rim thái, rim thái là đặc biệt là rim thái là nó có. Và thứ ba là cái dòng rim lùn đấy, thì nó có ba dòng xe nó sẽ có cái nắp này. Cái nắp này là cái nắp gì đây anh em? Đây là một cái nắp gọi là cái nắp thăm lửa ha, nắp mâm điện hay gọi là nắp thăm lửa đó. Thì cái nắp thăm lửa này là chỉ có ở trên cái dòng xe rim là nó mới có bằng sắt, bằng nhôm như vậy thôi, bằng kim loại, nói chung là bằng kim loại đi, cả hai nắp luôn, nắp nhỏ và nắp lớn là đều là kim loại hết. Thì mình sẽ mở ra cho anh em coi. Thì trước tiên là cái loại này là ngày xưa mình từng nghĩ là nó không có mới nha, nhưng bây giờ thì nó đã có mới rồi, khá là bất ngờ. Made in Thái Lan nha anh em, hàng hai tem. Đây một tem là tem Việt, này là cái tem là tem nhập khẩu bởi công ty Honda Việt Nam, một tem nữa là tem Made in Thái Lan. Bây giờ sẽ mở ra cho anh em coi nha, nó rất là đẹp luôn. Giờ đây mình mới mở coi rồi, mình gắn cho xem luôn rồi. Đây cho anh em coi nha. Thì nói chung là cái nắp này thì anh em biết rồi, xe rim mà anh em xài lâu năm là cái nắp này nát bét rồi, không phải ngói ha, và nó cũng một là nát, hay là đen thui được rồi. Thì nếu như anh em nào dọn xe mà anh em kiếm được cái nắp này mới thì đúng là hơi bị khó. Thì hôm nay có cho anh em nha. Đây nắp nó đây, sẽ lấy thêm một cái nắp nhỏ luôn coi cho anh em coi ha. Thì một cặp nắp này thì nói chung là giá nó cũng hết hồn luôn em ơi, giá cũng rất là rẻ. Giá cũng rất là rẻ, thì tí mình sẽ báo giá cho anh em, mình cũng quên mất tiêu rồi. Nói chung là rất rẻ. Đây anh em sẽ thấy ha, nắp này đó anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ bật đèn này cho anh em coi cho nó rõ ha. Này anh em sẽ nhìn này, mặt lưng của nó này đó, cực kỳ đẹp luôn, mới là mới tin 100% như vậy luôn này anh em thấy không, rất là đã ha. Thì cái này anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ với mình nha. Đó, một cặp này rất là đẹp. Thì báo giá cho anh em luôn nha, cái này giá của nó thì rất là hữu nghị cho anh em luôn, 170.000 một cặp nha anh em. Thì anh em nào chúng ta thực sự là có đam mê với rim thái mà có nhu cầu mua cái này thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái loại này được rồi. Bởi vì cái loại này nếu mà anh em chúng ta mua một cặp hàng mới, hàng theo xe thì hôm nay là giá vào khoảng 300 đến 400 nha. Thì nó rất là đắt tiền, nếu mà nó đẹp á, nó còn đẹp đẹp cỡ gần gần bằng vậy này, tất nhiên nó vẫn có dấu mở ha. Còn cái này thì không có dấu mở rồi, mới 100% mà. Đó, thì phía sau này anh em sẽ thấy có số này. Đây nó sẽ có số đây nhá. 85 này, ở đây có số gì không? Có số luôn, 6 đến 6 này. Đấy anh em thấy không? Hàng xịn là nó sẽ có số má ở trong đầy đủ như vậy ha. Thì anh em nào chúng ta muốn mua thì có thể liên hệ với mình. Cái loại này thì thực sự là không có nhiều anh em ơi, cho nên đăng lên chơi chơi thôi chứ hết thì mình chắc cũng sắp hết rồi. Tại vì cái này mình mới đăng lên cho nên là mình nghĩ là nó còn được khoảng 20 bộ, nhưng mà nếu mà đăng lên xong chắc cũng hết luôn, tại vì cái loại này nó đang hiếm quá. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình nha. Một cái sản phẩm mà mình không nghĩ là nó lại có hàng mới luôn, rất là bất ngờ. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ ha. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.